Xin chào anh em nhé, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại. Thì ngày hôm nay rất nhiều anh em yêu cầu là lên chiều mét rưỡi đi. Đấy, hôm nay mình sẽ lên siêu phẩm mét rưỡi anh em nhé, cho anh em xem một combo mét rưỡi gồm một em diều mét rưỡi đồng quê và một bộ cồng ba cò anh em nhé. Thật ra bộ này là nếu mà chỉnh ra thì nó chỉnh là ra cồng hòa đẩu, cồng hòa thì đẹp hơn nhưng mà mình thích còi. Đấy, cho nên là mình chỉ nghe cổng ba có anh em nhé. Đây. Nghe rất là dóe anh em nhé. Bây giờ mình sẽ lên khung bộ mét rưỡi thì cho anh em cùng xem về áo thì mét rưỡi này là này nên con mét rưỡi đồng quê anh em nhé. Áo y nhỉ, vải zip anh em ạ. Thì đây, áo đây. Đã được áo về anh em nhé. Nè. Anh em nhìn thấy quả áo chất lượng nhìn rất là đẹp nhé. Mình rất thích kiểu đồng quê anh em ạ, cho nên là mình chỉ muốn chọn chơi loại đồng quê thôi. Giờ sẽ lên khung, anh em cùng theo dõi nhé. Đây, mình sẽ lên khung cho anh em nhé. Đây, bộ đang chỉ mét 2, mỗi lần chỉ 75 phân thôi. À, bát thì mình có đút một chút lõi thủy tinh ở trong này anh em nhé. Một chút thủy tinh trong này cho nó cứng đoạn đầu này. Đấy, mình còn chỉ khóa bát. Mình có đút một chút thủy tinh vào nha anh em nhé. Chứ không đút thủy tinh vào là gì nó để không gãy gãy. Thì ra mình thấy lên con bé bé này thả rất là sướng và nó vui anh em ạ. Đấy, 4 nan thì cái nào mình cũng để chỉ phát anh em nhé. Đồng quy mình rất thích kiểu đồng quy rất đơn giản. Bạn thích chơi nhờ các con bé mà đầu tư suốt đẹp đẹp thì mình khuyến cáo anh em nên chơi con này nhé. Đấy, rất căng nhá anh em này. Rồi ok, cẩn thận nhá, rất căng nhá. Rồi sẽ đến đuôi.
xong anh em ạ. Gần như là xong hoàn thiện. Bây giờ chỉ phải kéo cái đuôi thôi. Thì vừa rồi mình đã lên xong khung em vừa lắp ghép và lấy khung xong em 1,5 m cho anh em xem này. Đây là đồng quê anh em nhé, đây là hàng của mình. Đấy, anh em ngắm nhé, đây nha. Mọi người nhìn nói chung là nhìn rất lét đúng không anh em? Căng này, không một vết muỗi đốt luôn anh em ạ. Thì tất cả mọi người mời tất cả mọi người thẩm qua với siêu phẩm của mình nhá. Đây là 1,5 m đồng quê. Thì hơi tiếc một chút rằng là hôm nay lên khung thì lên cho anh em xem diều và cho anh em ngắm về siêu phẩm của mình. Tiếc một cái là không thả đi test được, tại vì không có gió anh em ạ. Để mấy hôm nữa, chờ mấy hôm nữa có gió bắc về mình sẽ đi test cho tất cả anh em mình xem lên trời nó sẽ như nào. Đấy, là không biết nó có chịu gió bắc không, không biết có quay không. Và sẽ kèm cho nó là bộ âm còi vắt, quên nhầm, bộ âm còm còi 3 anh em nhé, D20 anh em ạ, 3 quả. Bộ này thật ra nếu mà làm chuẩn ra thì là làm đẩu bài thì hay hơn, nhưng mà mình thích còi cho nên là mình chỉ sang còi bắt anh em nhé. Mình chỉ sang còi cầm còi 3D30 anh em nhé. Tầm đen và cánh giá này anh em thế này, đây nhá, nhìn bóng rồi mọi người để ý kỹ nhá, nhìn rất là nét và đẹp nhá. Đấy, thì mình đã lên khung xong này, lèo cũng đủ các thứ đầy đủ rồi, chỉ còn thiếu mỗi cái đầu tio đấy để cắm lỗ sáo vào thôi. Thì hôm nào mà thả test thì mình sẽ buộc ống tio vào xong trang trí sáo thứ đầy đủ ra thả test cho anh em xem. Anh em cũng hóng chờ cái siêu phẩm lúc mà thả nhé. Không biết, có một điều là không biết là nó có chịu không thôi. Chứ còn nếu như diều tre thì nó vẫn quay. Còn diều này thì mình không biết là nó chịu được không. Nhưng mình diều tre thì mình 1,5 m mình vẫn cho chìm ra bắc bình thường. Quay đi không xuống, đấy, có quay đi không xuống, giật thoáng lái. Còn carbon thì chưa thử chơi ra bắc 1,5 m như này bao giờ. Thì carbon thì diều to thì chơi rồi, đấy, diều bé thì chưa thử anh em ạ. Thì đây là để hôm nào có gió bắc thì mình sẽ quay test cho anh em xem nhé. Thì anh em cũng đón chờ video sau nhé. Thì video lên khung còn 1,5 m và bộ combo 1,5 m cho anh em. Đấy, bộ sáo này thì đẹp vài trăm ấy, diều này thì cũng sương sương như thế anh em ạ. Đấy, thì video đến đây kết thúc. Thì cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình rất nhiều. Anh em nào thấy like, anh em nào thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé, giúp mình có thêm nhiều động lực để ra những video tiếp theo. Thì diều đây anh em ngắm kỹ. Đấy, anh em nào muốn mua diều hay sáo hay bất kỳ diều hay sáo hay gì thì liên hệ cho mình nhá. Đấy, mình vẫn lên nhận làm sáo và lên khung diều carbon cho anh em. Nhờ anh em hỏi thì mình xin phép là mình lên nhận lên carbon và che lắp ghép anh em nhé, chứ không lên diều liền nữa rồi, tại vì anh em ở xa cho nên mình sẽ gửi diều kia. Đấy, cho nên là anh em có hỏi diều liền thì xin phép thông cảm là mình sẽ không có anh em nhé, và thậm chí có đôi khi mình bận quá mình không có cả trả lời được cơ ấy. Thì cho nên là rất mong anh em thông cảm. Thì video đến đây kết thúc. Thì cảm ơn tất cả anh em đã xem video rất nhiều. Anh em mua sáo hay diều thì nhắn tin qua Zalo ở góc màn hình nhá, mình để Zalo ở góc màn hình, anh em có nhắn tin qua đấy mình sẽ trả lời và check trực tiếp cho anh em nhé. Thì cảm ơn tất cả anh em, hẹn tất cả anh em ở video sau.